Xin kính chào các bạn, các vị. Như ở đây các bạn đang thấy được, đó là những cô hot girl ở trên mạng xinh ơi là xinh, chúng ta đều rất muốn follow. Ngoài loài người ra, mình lại thấy như người ngoài hành tinh này hay là quái thú ba đầu cũng hay sử dụng Facebook. Chúng ta rất bấm vào một tính năng rất nhẹ nhàng thôi, đó là follow ở đây. Nhưng điều đáng sợ là khi bấm vào thì siêu chức năng sẽ bỗng dưng xuất hiện trên newsfeed thông báo cho cả làng biết là chúng ta đã follow một em hot girl trên Facebook. Điều đáng sợ đó còn ghê gớm hơn với những ai mà đang có gấu. Các bạn sẽ truy cập vào Facebook cá nhân, sau đó chọn đến thẻ friend, rồi bấm vào mục quản lý ở đây, edit privacy. Có tất cả vô số các tùy chọn này, các bạn chỉ bấm vào mục only me, nhất là tính năng following và tính năng follower thì các bạn sẽ bấm vào only me, và như vậy sẽ không ai có thể thấy được là bạn đang follow ai trên Facebook và nó sẽ không còn thông báo một lần nữa. Do vậy, đây là một tính năng cực kỳ là tuyệt vời, có thể nói là chúng ta có thể thoải mái bây giờ follow chấp luôn mà con cháu thỏ không biết được là mình đang làm cái gì. Như vậy, chỉ qua vài giây ngắn ngủi, mình đã hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để follow người khác mà không còn hiện trên newsfeed như trước. Các bạn có thể đừng cái like, share, bè và hãy chia sẻ với các anh em đồng dâm để chúng ta không bao giờ bị hãm hại như từ xưa đến nay. Bye bye gấu, bye bye những cái nỗi đau bị gấu đe dọa vào những ngày mà không thể bấm vào nút follow nữa. Đã quá.